Hello, xin chào tất cả mọi người. Chúc tất cả mọi người một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Video hôm nay mình xin nói về vấn đề là Tokutigino 1 có bảo lãnh được vợ con từ Việt Nam hay không. Thì bởi vì dạo gần đây có rất là nhiều bạn hỏi là Tokutigino 1 có bảo lãnh được hay không. Thì mình xin nhắc lại là Tokutigino 1 theo luật là không có bảo lãnh được nha. Những bạn nào mà đang ở Nhật với visa Tokutegino 1 á, thì không thể bảo lãnh vợ con từ Việt Nam sang với dạng visa phụ thuộc được. Thì cho đến hiện tại á, thì Tokutegino 1 á, chỉ bảo lãnh được vợ con theo dạng nhân đạo khi mà cả vợ và con đều có tư cách lưu trú ở Nhật trước đó và đáp ứng một số điều kiện nhất định, hoặc là con á, sau khi sinh ra thì đáp ứng được một số điều kiện nhất định thì đứa trẻ mới sinh ra đó sẽ được có tư cách lưu trú là phụ thuộc vào người có visa Tokutegino ha. Thì cụ thể mình xin chia sẻ như sau là có 3 điều kiện cụ thể. Thứ nhất á, là hai vợ chồng đã kết hôn và có cuộc sống vợ chồng trước khi người bảo lãnh từ thực tập sinh chuyển sang Tokutegino. Nói chung á, là cái này mình tóm gọn lại ý á, tức là hai vợ chồng đã kết hôn trước đó và có cuộc sống vợ chồng ở Nhật trước khi người bảo lãnh chuyển sang Tokutegino ha. Thì điều kiện thứ hai là cả hai phải đang có tư cách lưu trú hợp pháp tại Nhật. Điều kiện thứ ba là không vi phạm pháp luật. Thì đáp ứng cả ba điều kiện này mới được bảo lãnh ở dạng nhân đạo theo visa phụ thuộc vào visa Tokutegino 1 và sẽ được xin được con tem 28 tiếng một tuần, giống như mà visa gia đình đối với những bạn mà kết hôn với chồng là visa kỹ sư vậy nhé. Thì mình xin đưa ra ví dụ cụ thể để các bạn hình dung rõ ha. Ví dụ thứ nhất là vợ là thực tập sinh sắp hết hạn hợp đồng, chồng là Tokutegino 1 và hai vợ chồng đã kết hôn ở Việt Nam. Thì trường hợp này vợ có thể chuyển đổi sang visa Tokutegakudo phụ thuộc vào visa của chồng và được xin tem làm 28 tiếng một tuần. Đó là ví dụ thứ nhất. Rồi ví dụ thứ hai thì nó hơi khác một chút xíu, là vợ hết hạn thực tập sinh đã chuyển sang visa Tokutegino nhưng mang thai nên không thể đi làm được, còn chồng thì có visa Tokutegino 1. Trong trường hợp này hai vợ chồng đã kết hôn ở Việt Nam, như vậy thì vợ có thể nghỉ việc được ở lại Nhật sinh con và hai mẹ con được xin visa Tokutegakudo phụ thuộc vào visa người chồng, và vợ sau này thì được đi làm 28 tiếng một tuần và con khi mà sinh ra thì cũng có tư cách lưu trú và được đi học, được phụ thuộc vào bảo hiểm xã hội của chồng luôn nhé. Thì đây là hai trường hợp phổ biến mà hiện nay các bạn có visa Tokutegino 1 thường hay gặp phải á, nên là mình chia sẻ. Rồi mình xin chia sẻ thêm một số ví dụ khác nữa là đối với chồng là visa kỹ sư nhưng do dịch hoặc là do một số lý do nào đó rồi mất việc, không có gia hạn được visa kỹ sư nữa mà chuyển sang visa Tokutegino 1, thì người vợ trước đó có tư cách phụ thuộc vào visa kỹ sư là visa gia đình, nhưng mà sau khi chồng chuyển sang visa Tokutegino 1 thì người vợ đã bị mất tư cách lưu trú là visa gia đình rồi, cho nên trường hợp này thì người vợ cũng được chuyển sang visa Tokutegakudo phụ thuộc vào visa của chồng và được làm thêm 28 tiếng một tuần. Thì trên đây là những ví dụ cụ thể về trường hợp mà Tokutegino này. Thì có một số bạn hỏi là đi du học sinh, đúng rồi, có một số bạn là trường hợp đối với mà Tokutegino mà chuyển từ du học sinh sang á, thì nó dễ dễ hơn, là ví dụ như là các bạn muốn không có, ví dụ các bạn từ visa du học sinh rồi học hết trường tiếng rồi sau đó đổ chứng chỉ Tokutegino thì các bạn chuyển sang visa Tokutegino để làm việc, và sau đó các bạn muốn chuyển lại visa du học sinh hoặc chuyển lại visa đi siêu nếu như mà các bạn đủ điều kiện, ví dụ như là bạn tốt nghiệp
đại học hay cao đẳng ở Việt Nam và làm đúng ngành nghề, thì các bạn từ visa Tokugino 1 này có thể chuyển sang visa D2 dễ dàng nếu mà công việc phù hợp với cái ngành mà các bạn đã làm ha. Thì sau khi chuyển visa D2 thì các bạn cũng cưới vợ trước đó hay cưới vợ sau thời gian chuyển visa thì cũng được bảo lãnh, bởi vì cơ bản là visa D2 á, visa kỹ sư á, thì được bảo lãnh vợ là với tư cách là Kazuku Taizai đó, lúc nào cũng được ha, miễn là kết hôn, sau khi kết hôn xong thì bảo lãnh được thôi đó. Trên đây là một số lưu ý về visa Tokugino, có thể bảo lãnh được hay không được vợ con từ ở Nhật và ở Việt Nam, thì mình xin chia sẻ để bạn nào chưa có biết về cái tư cách lưu trú này á, tại visa này những năm nay thì nó cũng còn mới mới ra có mấy năm thôi nên có nhiều bạn không có cập nhật, thì mình chia sẻ mong rằng video sẽ giúp ích cho tất cả mọi người. Nếu các bạn thấy video có ích thì mong rằng các bạn hãy nhấn theo dõi kênh, nhấn chia sẻ, nhấn thích để ủng hộ video của mình. Mình xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.